Chào mừng các bạn đến với Brandbook Group Việt Nam Channel. Hạt dẻ thơm mùi mùi bơ, ăn ngậy, béo béo rất ngon miệng. Nhắc đến hạt dẻ Việt Nam, người ta thường nghĩ ngay đến hạt dẻ Trùng Khánh ở tỉnh Cao Bằng. Đây được xem là một đặc sản của vùng cao mà hương vị không thể lẫn vào đâu được. Hạt dẻ ở đây thường có vỏ dày, nhiều lông tơ, khi ăn có hương thơm, ngọt bùi. Hạt dẻ Trùng Khánh thường chỉ xuất hiện vào mùa thu, cụ thể là vào khoảng tháng 8, tháng 9 âm lịch hàng năm. Hạt dẻ Trùng Khánh Cao Bằng có lớp vỏ cứng, dày, có nhiều gai bên ngoài. Khi tách phần vỏ bên ngoài sẽ thấy một quả chứa khoảng 3-4 hạt. Hạt dẻ Cao Bằng thường khá to, thậm chí hạt nhỏ nhất cũng bằng đầu ngón chân cái. Phần vỏ nâu bên ngoài rất cứng, nên khi luộc phải cẩn thận khía vài đường trên vỏ hạt. Sau khi đem luộc chín, công đoạn quan trọng nhất chính là đem rang. Sau đó hạt dẻ có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn khác nhau. Dùng mũi dao thật sắc nhọn để khía một đường ngang thân hạt. Nếu không khứa hạt thì khi chín sẽ mất khá nhiều thời gian để bóc vỏ. Đối với hạt dẻ rang bơ thì khứa đầu như thế còn giúp hạt dẻ sẽ nứt vỏ và dễ bóc hơn. Sau khi hạt dẻ đã được khứa xong, đem rửa hạt dẻ thật sạch để loại bỏ những hạt kém chất lượng, thối, hỏng. Chúng ta chuẩn bị một chậu nước đầy, sau đó bỏ hạt dẻ vào bên trong. Nếu những hạt dẻ nào nổi lên thì chứng tỏ đó là những hạt cần loại bỏ. Cho hạt dẻ vào nồi, xăm sắp nước. Sau khi nước đã sôi thì nấu hạt dẻ khoảng 10-15 phút đến khi hạt dẻ nứt ra có màu trắng là được. Luộc hạt dẻ trước để giữ lại trọn vẹn hương vị của chúng, như vậy thành phẩm sẽ thơm ngon và hấp dẫn hơn. Hạt dẻ đã chín, nhanh chóng đổ hạt dẻ ra rổ để ráo nước. Rang hạt dẻ là bước quan trọng nhất quyết định hương vị của hạt dẻ khi rang có thơm ngon hay không. Cho bơ vào chảo nóng, đợi bơ tan chảy hết. Cho hạt dẻ vào, rắc thêm một chút muối để giữ nhiệt tốt nhất, cũng như để tạo vị mặn mặn cho hạt dẻ. Rang hạt dẻ từ 5-10 phút, cho bơ ngấm đều vào hạt dẻ. Rang đến khi hạt dẻ ngấm hết bơ, khô ráo, bỏ ra thưởng thức nóng. Hạt để nguội, cất vào hộp kín, bảo quản dùng dần. Hạt dẻ có vị ngọt bùi tự nhiên, sau khi đem rang thì lớp vỏ bên ngoài nứt ra để lộ phần ruột đầy đặn. Hạt dẻ ăn ngọt bùi rất tự nhiên, lại mềm bở, thơm ngậy. Hạt dẻ ăn ngon nhất thì phải ăn lúc nóng, có như vậy thì mới thấy được hết cái ngon, cái thơm của nó. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn đăng ký để theo dõi được nhiều video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.